với máy chụp các cái bộ lưu trữ đi kèm á, ví dụ như là đĩa cứng nè, hoặc là USB có đính kèm máy chụp, hoặc là những cái ổ đĩa rời á đính kèm, hoặc là qua môi trường mạng, hoặc là trên cloud đám mây. Thì các thiết bị lưu trữ đính kèm máy chủ á, nó sẽ thông qua các cái cổng input output cục bộ trên cái máy tính đó, và nó sử dụng một trong số các cái công nghệ mà chúng ta đã đề cập như SATA rồi là SCSI đó. Đó thì để gắn nhiều cái thiết bị thì chúng ta sẽ sử dụng các cái bus, ví dụ như USB hoặc là FireWire đó. Còn ở những cái hệ thống cao cấp hơn thì sử dụng cái kênh dạng sợi quang, Fibre Channel, thì nó sẽ đảm bảo cái tốc độ cao, cáp quang hoặc là cáp bùng trục, thì nó sẽ hỗ trợ nhiều cái máy chủ và thiết bị lưu trữ, thì nó có thể kết nối với nhau qua cái cáp quang. Đó là cái dạng host ha, host attack. Còn cái dạng network attack storage là khi chúng ta muốn kết nối, tức là cái bộ lưu trữ nó sẽ gắn liền với mạng, dựa vào mạng, tức là lưu trữ sẽ được cung cấp qua qua mạng chứ không phải là kết nối cục bộ như đối với host thông qua bus nữa. Thì khi đó chúng ta sẽ đính kèm các cái hệ thống lưu trữ qua từ xa, từ xa thì để có thể truy xuất các cái bộ lưu trữ ở xa qua môi trường mạng thì phải có giao thức hoạt động. Thì thông thường nó sẽ sử dụng NFS, Network File System hoặc là SIP. Đó là các giao thức hỗ trợ để truy cập các cái bộ nhớ ở xa qua môi trường mạng. Thì các cái giao thức này nó lại hoạt động dựa trên cái nền tảng là TCP, UDP. Trên các cái thủ tục Remote Procedure Calls. Đó, hoặc là sử dụng cái giao thức SCSI dùng mạng IP để có thể sử dụng cái giao tiếp này, thì nó cũng hỗ trợ cho cái việc là truy xuất các clan, truy xuất qua môi trường mạng tới các cái bộ lưu trữ thông qua mạng nha. Rồi là cái bộ lưu trữ trên cloud, ví dụ như chúng ta đang sử dụng Google Drive á, là khi chúng ta đang dùng lưu trữ trên cloud đó các bạn, thì nó cũng tương tự giống như NAS này, cũng dựa trên cái môi trường mạng để lưu trữ ở xa và truy xuất qua môi trường mạng ha. Thì nó cũng cung cấp cái quyền truy xuất và bộ nhớ trên mạng. Tuy nhiên nó không giống như NAS mà trên cloud ấy, nó sẽ cung cấp cho mình gọi là cái giao diện đấy, cái giao diện lập trình, cái giao diện tương tác thuận tiện hơn. Ví dụ trên cái Google Drive ấy, chúng ta thấy là có giao diện để chúng ta có thể đưa dữ liệu rồi truy xuất bộ nhớ và thao tác trên nó rất là thuận tiện đúng không? Đấy, thì nó sẽ được thiết kế để thuận tiện cho người dùng. Ví dụ một số các dạng Google Drive hoặc là Dropbox hoặc là Amazon S3 hoặc là Microsoft OneDrive hoặc là Apple iCloud đó. Đó là những cái hệ thống lưu trữ trên cloud để mình có thể truy xuất rất là thuận tiện trên môi trường mạng Internet. Rồi cái tiếp theo là nó cái mạng storage, tức là cái việc lưu trữ này nó có thể được tổ chức theo một mảng các cái đĩa, chứ không phải là chỉ một đĩa thôi, một mảng các cái đĩa. Thì tránh được đối với NAS á, đối với NAS ở đây chúng ta thấy là để truy xuất đối các cái bộ lưu trữ thông qua môi trường mạng á, thì nó yêu cầu phải phải qua mạng đúng không? Cho nên nó phụ thuộc vào cái băng thông mạng rất là nhiều. Cho nên là đối với cái storage array này nó sẽ tránh được cái hạn chế khi sử dụng băng thông mạng để truy cập. Thì cái mạng lưu trữ này nó có các bộ điều khiển ha, và nó sẽ cung cấp các tính năng cho các máy chủ lưu trữ đính kèm là cái mạng storage này á. Đó thì nó sẽ có các cổng kết nối tới máy chủ, từ máy chủ đến đến mạng các cái đĩa lưu trữ ha. Thì nó phải có bộ nhớ và các phần mềm để điều khiển đó, thì nó có thể có tới một vài tới hàng ngàn cái đĩa để tạo thành cái mạng lưu trữ, và nó phải có cái dịch vụ để cung cấp quản lý một mạng cái đĩa đó, như là RAID. Thì chúng ta sẽ đề cập cái RAID này.
Rồi cái bộ lưu trữ này nó sẽ được dùng chung, và khi đó nó sẽ đem lại hiệu quả. Các cái tính năng có thể tìm thấy được trong một số các hệ thống file như là các cái snapshot bản sao rồi cung cấp các rồi là sao chép, chống sao chép, vân vân. Đó là một số các cái tính năng. Thì cái bộ lưu trữ qua mạng, cái này là SAN, Storage Array Network. Cái này nó sẽ cũng thường thường sử dụng trong một cái môi trường lưu trữ rộng lớn, lưu trữ lớn, thì khi đó nhiều máy chủ nó sẽ được gắn tới các cái mạng lưu trữ rất là nhiều, nó đem lại cái sự linh hoạt rất là cao. Thì đây các cái server này gọi là các cái host, các cái host nó đính kèm tới nhiều cái mạng lưu trữ, và khi đó những cái người dùng ấy có thể truy xuất vào cái SAN này, và từ cái môi trường SAN để truy xuất tới một cái mạng. Thì các cái Storage Array Network này ha, nó là một trong những cái nó là một hay là nhiều cái mạng lưu trữ. Thì chúng ta thấy ở trong các cái trong các data center đấy, các cái rack để mà chứa các thiết bị ấy, nó có những cái ô để chứa các cái rack. Đây là những cái đĩa cứng các bạn, đĩa cứng các bạn có thể lôi ra lôi vào rất là thuận tiện. Thì cái này nó gọi gọi là các cái mạng lưu trữ, mạng lưu trữ các cái đĩa đó. Thì để quản lý cái này thì nó sẽ phải được tổ chức theo một cái cấu trúc, và cái cấu trúc được dùng để quản lý một cái mạng các cái lưu trữ này á được dùng gọi là RED. RED này gọi là Redundant Array of Inexpensive Disks, tức là cái mạng dự phòng cho các cái đĩa dễ rẻ tiền. Cái dịch dạy cũng cười cười. Thì cái RED này nó sẽ gộp nhiều cái đĩa. Khi gộp nhiều cái đĩa này nó sẽ đảm bảo cái tính dự phòng, redundant là dư thừa dự phòng, tức là một cái anh này bị chết thì vẫn còn những anh còn lại, đúng không? Thì khi sử dụng cái cấu trúc này thì nó sẽ tăng cái thời gian trung bình, thời gian thất bại trung bình, rồi là cái thời gian trung bình để sửa chữa, rồi thời gian trung bình để mất dữ liệu. Thì nó cũng cũng được cải tiến ha. Và khi các cái đĩa nó được mirror có nghĩa là được nhân bản, được nhân bản một cách độc lập, cho nên là nếu mà nó bị fail á, nó được nhân bản cho nên khi nó bị fail á, thì nó không có bị ảnh hưởng tới những phần còn lại nha. Đó, thường xuyên nó kết hợp với những cái trình quản control VRAM, là những cái trình điều khiển để cải tiến cái hiệu suất ghi của nó, và một số các cái cải tiến trong kỹ thuật để sử dụng đĩa nó sẽ liên quan tới cái việc sử dụng nhiều đĩa làm việc hợp tác với nhau. Thì trong cái cấu trúc RAID này này thì các cái đĩa nó sẽ được trải strip, được trải ra, và nó sử dụng một nhóm các cái đĩa thành một cái khối, một cái đơn vị lưu trữ. Thì cái RAID này nó sẽ được sắp xếp vào trong nhiều cái cấp độ, và cụ thể nó sẽ có 6 cái cấp độ, 6 cái level, từ RAID 1 đến RAID 2, RAID 3, 4, RAID 5, RAID 6. Đó, có 6 cái level như vậy. Thì mỗi cái scheme, mỗi cái sơ đồ RAID ấy, nó sẽ cải tiến cái hiệu suất và cải tiến cái độ tin cậy của cái hệ thống lưu trữ, bởi cái việc là lưu trữ dữ liệu dự phòng. Thì ở đây sẽ có các cái nhóm. Thứ nhất là cái loại mirror, tức là sao chép. Ví dụ như RAID ở level 1 đó, thì nó sẽ giữ bản sao của mỗi đĩa. Còn cái dạng chip RAID 1 cộng 0 á, thì nó sẽ có cung cấp cái hiệu suất cao và cái độ tin cậy cao. Rồi cái loại RAID 4, 5, 6 á, thì nó có sử dụng cái parity, tức là cái để kiểm tra lỗi đó, xen kẽ để sử dụng thì nó sẽ tăng cái tính tin cậy lên, nhưng mà cái tính dự phòng thì nó lại lại bị ít hơn, ít đi, tại vì một số các cái block nó dành cho cái việc sửa lỗi. Thì cấu trúc RAID này bên trong một cái mạng lưu trữ nó có thể là bị lỗi ha, có thể bị lỗi, do đó cái việc tự động sao chép dữ liệu giữa các mạng là cần thiết ha, là cần thiết khi người ta điều khiển cái cấu trúc RAID này.
Thì thông thường á, một số lượng nhỏ các cái đĩa dự phòng được gọi là hot spare. Hot spare tức là cái trường hợp chúng ta có thể là di chuyển nóng, tức là chúng ta có thể rút ra rút vào cái ổ đĩa khi nó vận hành được các bạn. Đó. Thì nó sẽ tự động ha, sẽ tự động thay thế khi một đĩa bị lỗi hoặc là có dữ liệu được xây dựng lại trên chúng khi khi nó bị lỗi á. Thì đây là các cái level của cấu trúc RAID. Cái loại thứ nhất là RAID không, tức là trường hợp không có trải để có tính dự phòng, tức là chúng ta có bốn cái đĩa là chọc lóc bốn cái đĩa này thôi. Đó, còn đối với RAID 1 này là có bản mirror. Đây là bốn cái đĩa nó trải ra này, chip 0 1 2 3 4 đó. Dữ liệu nó lưu trữ dưới dạng các chip trải đều bốn cái đĩa. Còn đối với RAID 1 là nó có bản dự phòng mirror, thì đây chúng ta thấy là có bốn cái đĩa đầu ha, thì phải có thêm bốn cái đĩa nữa để lưu trữ cái bản dự phòng. Đó, 0 đến 3 đấy, nó tương tự nha. Còn RAID 4 đó, thì nó sẽ có cái parity để sửa lỗi. Thì nó sẽ có nguyên một cái đĩa để lưu trữ cái việc kiểm tra lỗi ha, từ 0 đến 3. Từ chip 0 đến 3 thì có cái anh này sửa lỗi. 4 đến 7 có anh này sửa lỗi, cái này cũng sửa lỗi. Rồi còn RAID 5 á, thì những cái parity này nó sẽ nằm phân tán ra ở các cái đĩa. Đấy, ví dụ đây chip 0 đến 3 đúng không? Thì 3P 0 đến 3 nó nằm ở đĩa này. Rồi tiếp tục từ chip 4 đến chip 6 thì cái anh sửa lỗi ở đây. Và chip 7 đến 9 thì sửa lỗi 8 đến 10. Đó, nó cứ liền mạch như thế và nó phân phối nằm ở các cái đĩa. Rồi đối với RAID 6 á, thì nó có cái phần P cộng Q, tức là nó sẽ tăng cường cái tính redundant lên, dự phòng lên. 0 1 2 3 0 1 2 P. Đấy, có một cái bản dự phòng của parity này. Đó, 3 4 đây cái sửa lỗi 3 đến 5 đúng không? Đây là dự phòng. Đó. Thì đó là các cái level khác nhau. Thì khi quản trị cái hệ thống đặc biệt ở những cái data center đó thì người ta sẽ tổ chức các cái mảng lưu trữ này các bạn. Và người ta phải cấu hình để đảm bảo cái tính dự phòng cho dữ liệu của khách hàng khi họ đặt ở những cái data center đó, phải đảm bảo cái tính dự phòng và đảm bảo cái tốc độ cao và tính cậy tốt khi được lưu trữ trong những cái đầu như thế này. Rồi một số các tính năng khác của RAID, ví dụ như là được triển khai rồi ở bất cứ đâu để có thể hỗ trợ snapshot, để có thể có chế độ xem hệ thống tệp trước khi một cái tập hợp các cái thay đổi diễn ra, tức là snapshot ở những cái thời điểm khác nhau á, rồi sao chép là tự động, đó. Sau đó và dự phòng khắc phục, nó đều có những cái tính năng đó để đảm bảo cái sự an toàn khi sử dụng cái đĩa. Rồi cái tính năng bổ sung thêm là RAID, nó sẽ không có ngăn chặn hoặc phát hiện được cái việc học hỏng dữ liệu. Nó chỉ là phát hiện được cái hỏng trên cái đĩa, lỗi trên đĩa thôi. Tức là cái sector, cái vùng nào, block nào nó bị hư, còn cái phần và dữ liệu có bị làm sao thì nó lại không phát hiện được. Và cho nên người ta đưa ra cái GFS ở các cái hệ điều hành Solaris ấy, nó đưa ra thêm cái phần checksum cho tất cả các dữ liệu và cái siêu dữ liệu. Thì cái checksum này á, nó sẽ được lưu trữ với con chó tới cái đối tượng để phát hiện xem cái đối tượng có phải là cái đối tượng phù hợp hay là không, để làm sao để xem nó có bị thay đổi hay là không ạ. Thì khi đó nó có thể phát hiện và sửa lỗi dữ liệu và siêu dữ liệu được. Và GFS này nó cũng có thể loại bỏ các cái khối, những cái phân vùng, và khi đó đĩa sẽ được phân bố trong các cái pool đó, và nó có thể chia ra từng nhóm. Thì đây chúng ta thấy nó có thêm phần checksum này, checksum để kiểm tra cái tính toàn vẹn của dữ liệu. Đó, thì đối với hệ thống truyền thống trước đó thì nó chỉ có file system đây thôi. Ở đây nó có thêm cái thành phần GFS thì nó sẽ đảm bảo kiểm tra là các cái dữ liệu nó được an toàn hay là có sự cố gì ha. Thì nó được lưu trữ dưới dạng pool, storage pool. Còn cái này nó cứ riêng từng cái volume một thôi. Rồi một cái dạng lưu trữ nữa đó là object storage, lưu trữ dưới dạng đối tượng. Thì những cái máy tính đa năng hiện nay ấy, nó có những cái hệ thống tệp ấy, nó sẽ không có đủ cho những cái quy mô xử lý dữ liệu lớn ấy. Đặc biệt là những cái hệ thống dữ liệu cực lớn gọi là big data đấy, thì khi nó xử lý nó phải yêu cầu một cái hệ thống file
nó phù hợp với cái hệ thống dữ liệu lớn như vậy. Thì một cái cách tiếp cận khác là người ta sử dụng các cái đối tượng, tức là bắt đầu với một nhóm lưu trữ và đặt các cái đối tượng vào đó. Khi đó đối tượng chỉ là một cái vùng dữ liệu thôi, và khi đó chúng ta có thể truy xuất tới từng cái đối tượng dữ liệu. Thì để tìm các đối tượng ha, thì chúng ta sẽ thông qua các cái ID của đối tượng và truy xuất tới đối tượng theo các cái định danh đó. Truy xuất hoặc là xóa thông qua các cái định danh đó ha. Thì các cái phần mềm để quản lý lưu trữ đối tượng như các hệ thống Hadoop, sau này nếu chúng ta học với những cái môn mà liên quan tới Big Data đấy, chúng ta phải cài đặt một cái phần mềm gọi là Hadoop. Đó, thì khi chúng ta dựng cái phần mềm Hadoop này thì chúng ta có thể thao tác trên các dữ liệu lớn, bởi vì trên đó nó có những cách tổ chức hệ thống file nó khác với thông thường, tức là nó sẽ được quản lý theo cái dạng đối tượng. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái chương này liên quan tới Mass Storage. Thì sau cái phần này cũng có những cái bài tập trong cái của các bạn xem cái bài tập về cái chương này để củng cố cái phần lý thuyết. Còn cái phần lab không biết có, hình như là không không có phần bài tập. À, không có phần bài lab. Thì chúng ta tập trung làm phần bài tập thôi. Rồi, ok, như phần mình cái phần lý thuyết hôm nay mình xong. Rồi còn bây giờ nếu mà ok, nếu mà những ai còn thiếu bài lab á, thì các bạn có thể show nhanh những cái phần bài lab của mình ha, để cô ghi nhận. Thì các bạn book lên đây, những ai mà đăng ký báo cáo lab thì các bạn book lên đây xem nào. Rồi. Book toàn 689.